Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game đa nền tảng nữa nha anh em. Thì con này chơi được trên tất cả các thiết bị nha. Thì con này có tên là Lofon H5 nha. Thì con này sẽ chính thức ở phần server mới nha anh em. Đấy, chính thức ở phần server 38 nha. Server 38 nha anh em. Vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2023 nha. Đấy. Thì anh em có thể chơi con này tại đường link là lofonh5.com nha. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em tân thủ á, là VIP 17 ha, danh hiệu BMW nha anh em, cộng thêm 100 tỷ kim ngân bảo nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Thì tặng thêm cho mấy anh em là một set 18 chuyển VIP nha, thẻ chí tôn, thẻ tháng rồi ha. Tặng quà nạp đầu khi chơi game luôn nha anh em. Thì con này đã update chuyển sinh là 1888 nha. Thì tặng thêm cho mấy anh em cái bộ Cody tân thủ nha. Ở đây nó có tất cả các Cody nha anh em. Thì anh em có thể nhập cái Cody này trong phần phúc lợi của game nha. Đấy, khi mấy anh em vào game thì mấy anh em sẽ nhập hết tất cả các Cody này ra. Ngoài ra thì mấy anh em có thể tham gia thêm cái sự kiện là lái xe nha anh em. Thì anh em làm đầy đủ tất cả các bước á, anh em gửi về bay nha. Kèm theo tài khoản, tên nhân vật, cộng server nha. Thì mấy anh em sẽ nhận được là phần quà của Cody lái xe là 200k su web nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Thì mấy anh em có thể dùng cái su web này để mua đồ để anh em chơi nha anh em. Thì ngoài cái nhiệm vụ là lái xe thì anh em có thể chơi thêm cái nhiệm vụ, cái event là đua top lực chiến nha. Thì ở đây nó có top 1, top 2, top 3, top 4 ha. Thì anh em có thể lên fanpage để anh em tham khảo thêm nha. Thì ở đây anh em top 1 thì sẽ được tặng cái vũ khí ha và áo 7.000 chuyển nha anh em. Full set thần trang chí tôn nha, nhân cho 500k nha. Thời trang thăng cấp thạch nhân 20 nha, 20k nha anh em. Để rất là nhiều phần quà cho những anh em mà đặt top ha. Đó, ok luôn. Thì con này sẽ khuyến mãi cho mấy anh em là nạp bằng ATM Momo á, tặng thêm cho mấy anh em là 100% thẻ nạp nha anh em. Đây là số hotline ha. Group Zalo nha, anh em có thể vào mà thảo luận nha anh em. Đấy, anh em nhớ nha, server 38 nha anh em. Đấy, anh em thấy một con game đã đi là 38 server là anh em thấy cái độ uy tín của game rất là ok nha anh em. Anh em có thể vào chơi nha. Server 38 nha anh em. Thì đây là link game nha anh em. Đấy, lofonh5.com ha. Thì mấy anh em có thể nạp xu tại đây nha anh em. Đây. Thì ở đây nó có nạp bằng Viettel ha, Mobi rồi ha. Anh em có thể nạp bằng thẻ điện thoại tại đây nha. Hoặc ở đây là số ngân hàng nha anh em. Hoặc là ví Momo ha. Đây là những số tài khoản nha anh em. Anh em có thể nạp ở đây để chơi game nha anh em. Nó rất thuận tiện cho mấy anh em chơi nha. Thì cái phần su web á, thì mấy anh em có thể vào cái web shop ha. Vào web shop để mấy anh em mua những cái vật dụng ở đây nha anh em. Anh em có thể mua ở đây nha. Nó rất nhiều vật phẩm cho mấy anh em mua nha. Đó, rất là ok luôn. Rồi thì con game đa nền tảng nha, anh em có thể chơi trên PC hay là điện thoại đều được hết nha anh em. Thì ở phần server 38 nha, vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 nha anh em. Đây, anh em nhớ vào chơi cho nóng nha anh em. Rồi mấy anh em nhớ là nhập cái Cody trong phần phúc lợi trong game nha. Anh em đăng nhập vào game thì anh em nhập cái hết tất cả các Cody vào nha anh em. Sau khi anh em nhập vào xong thì mấy anh em vào phần thư nhận nha anh em. Thì một con game đa nền tảng đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Server chạy rất là mượt mà luôn. Thì chính thức open server 18 nha, ngày 15 tháng 1 năm 2023 nha anh em. Anh em nhớ giờ chơi cho nóng nha anh em. Rồi phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link cho mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.
Keep your composure, be your controller.